Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện xuyên không thành phàm nhân vô địch tại tu tiên giới, tập 274. Tiếp theo phần trước, dịch phong sau khi phong ấn lâu ca trên cây. Hắn đi lấy lại tiên tinh, gặp đám tam sinh môn đang đào đất. Hắn liền và bay màu một cơ số tên, khiến cho đám còn lại dễ lắm. Lấy lại được 20 tiên tinh, sau đó dùng chân đạp nát cái hộp đen đựng tiền điều này làm cho đám tam sinh môn tiếc đứt ruột lúc này dịch phong sau khi bắt bọn chúng lấp đất cái hố thì quay sang nói với đám này các ngươi có thể đi rồi nhưng hãy nhớ lời của ta sau này phải làm người tốt đấy nhé thấy đám này ngây ngốc đứng đó hắn cũng không nói nhiều lập tức đi vào trong truyền tống trận biến mất trước mặt bọn chúng chỉ còn lại đám tam sinh môn đứng nhìn nhau buồn bực hành động lần này của bọn chúng đã thất bại toàn diện vừa mất người thì còn không nói hơn thế nữa còn phải lao động không công nữa chứ đám này ảo não hai chúng ta trở về thôi nhưng đột nhiên một tên nghĩ ra điều gì đó hắn gọi cả đám đợi một chút hắn nhìn về phía cái hộp đen kia rõ ràng là nó đã bị phá hủy rồi vậy mà vì cái gì mà cái khu vực này vẫn không bị hắc vụ thôn phệ ảnh hưởng vẫn là một mảnh thiên địa thế ngoại đào viên như thế này chứ nghe hắn nói cả đám mới bắt đầu để ý nhìn xung quanh đúng vậy đây rốt cuộc là vì sao chứ ngay cả bạch tuấn cũng không thể hiểu nổi Chẳng lẽ? Hắn cho rằng, chẳng lẽ dưới lòng đất của nơi này còn có ẩn tàng một cái bảo vật tuyệt thế khác sao? Thế là, cái đám này liền tưng bừng nhảy múa, cầm lấy cuốc sảnh, "Đúng vậy a, à, nếu không thì làm sao có thể giải thích được cái chuyện này được chứ? Ha ha ha, chúng ta lại sáng cửa có hy vọng sở hữu được bảo vật tuyệt thế rồi." Bạch Tuấn liền hô hào đồng bọn, "Chúng ta cùng nhau tiếp tục đào đất thôi nào." Trong niềm hứng khởi, cả đám lại bắt đầu đào chỗ đất mà mình vừa lấp lại xong nhưng lần này thì vẻ mặt phấn khởi và chờ mong hơn nhiều bởi vì nếu như có thể đào được một cái bảo vật tuyệt thế siêu cấp vậy thì sau khi mang nó quay về tam sinh môn bọn họ sẽ lập được đại công cho tông môn sau đó thì ban thưởng hậu hĩnh là điều có thể dự đoán được khiến ai cũng phấn khích như húng mai thúy cùng lúc đó tại đảo ám ảnh non xanh nước đen cát vàng đám tiểu đệ của lâu ca đang chạy ra xem ca bị phong ấn ở trên cây khánh nhìn ca đầy thương cảm hích đại ca của chúng ta thảm quá mà nghe vậy gấu nãi tề cũng đồng cảm đúng vậy a à, đại ca thật sự quá là bi thảm mà nhìn đám đàn em ca cũng không biết phải nói cái gì nữa lúc này dịch phong từ bên ngoài đi về cũng đi tới chỗ của lâu ca điều này làm ca kinh ngạc thế là lập tức chào hỏi cầu cứu a ba a ba nghe vậy dịch phong buồn bực lắm đừng có suốt ngày nói mấy cái câu a ba vô nghĩa với ta nữa ta đã tìm được tiên tinh trở về rồi nể tình ngươi trộm đi cũng không có nhiều đồng thời thái độ cũng còn khá tốt cũng không có bỏ chạy cho nên lần này ta sẽ tha cho ngươi một lần. Nghe vậy, Lâu Ca gật đầu như bổ củi, chỉ là dịch phong quay người rời đi, cũng không rút thanh kiếm ra, bất quá. Vẫn là cái câu nói kia, tự mình nghĩ biện pháp xuống đi, nếu như không xuống được, vậy thì ngươi cứ treo ở trên cái cây đó đi. Lúc này, gấu khẽ hỏi, đại ca, chủ nhân đã đem tiền lấy về rồi, vậy thì cái chuyến đi lần này của ca chẳng phải là tốn công vô ích rồi hay sao? Mất hết tiền rồi thì còn đi làm ăn gì được nữa? Nghe vậy, Lâu ca phải đưa tay lên miệng làm dấu nói khẽ thôi với hắn. Sợ dịch phong chưa đi xa mà nghe được thì toang mất, đừng có nóng vội, chờ ta xuống được rồi nói sau. Ta đã hai tay chuẩn bị trước hai kế hoạch rồi, tại chỗ sâu hơn dưới lòng đất ở chỗ đó, ta có cất giấu thêm một phần tiên tinh nữa. Chủ nhân chắc là sẽ không đoán được đâu, cùng lúc đó, lâu ca dùng sức, lấy thân cây làm bệ đỡ, dẩy cái mông lên, cố gắng hết sức. Sau một hồi cố gắng, thì lâu ca cũng thoát được phong ấn của dịch phong, nhưng mà có cái gì đó sai sai, Khánh liền lớn tiếng gọi, đại ca, cái thanh kiếm đó đã chạy xuống dưới mông của ca rồi kìa. Lúc này, khô lâu ca đứng dậy, quay về phía sau nhìn thanh kiếm, khẽ nói, thanh kiếm này do đích thân chủ nhân cắm nó vào. Trong thời gian ngắn không thể lấy nó ra được, tạm thời cứ mặc kệ nó ở trên đó đi. Trước hết, chúng ta nên tranh thủ thời gian, đi lấy tiên tinh trở về đi đã. Đây mới là việc quan trọng, cấp bách nhất lúc này. Nghe vậy, dạ phong rét liền lên tiếng hỏi, đại ca, vậy chúng ta sẽ dùng truyền tống trận đi ra ngoài đó ra. Lâu ca ngay lập tức xua tay, lắc đầu, không không không, nếu như chúng ta sử dụng truyền tống trận ra ngoài đó, chủ nhân khẳng định sẽ phát giác ra, hãy nghe theo ta, ta tự có rượu của của riêng mình 19. Sau đó, lâu ca liền tạo ra một cái hố trên mặt đất, rồi dùng lực lượng bao phủ đám tiểu đệ kéo theo ca. Thì ra là mấy con hàng này sử dụng độn thổ thuật, di chuyển dưới lòng đất như chuột chuỗi, thấy thế, gấu vừa bay vừa nịnh hót, đại ca, ca cũng thật sự quá là thông minh mà. Chúng ta làm như thế này, chắc chắn rằng chủ nhân sẽ không phát giác ra được. Bây giờ ngay cả gấu thật thà cũng đã học được đám khánh cái món bợ đuyết này. Bay ở phía trước, Linh Vương thì thắc mắc, chỉ là đại ca ơi, cái đảo ám ảnh này còn có bình chứng bảo vệ cả trên trời và dưới đất. Chúng ta có thể trực tiếp chui ra bên ngoài được không? Nghe vậy, dạ phong rết liền huênh hoang, cái tên ngu ngốc này, ngươi cũng không mở to mắt ra mà nhìn xem. Đại ca của chúng ta là ai cơ chứ? Chỉ dựa vào cái bình chướng này, làm sao có thể ngăn cản được bước chân của đại ca chúng ta chứ? Điều này làm Lâu Ca phỏng mũi vì sung sướng mà. Sau một hồi độn thổ, đám Lâu Ca cũng đã tới được chỗ giấu tiền, lần này là một cái túi, chứ không phải là cái hộp như lần trước, điều này làm Lâu Ca vui vẻ. Hắc hắc, đã tìm được rồi, tiên tinh vẫn còn ở đây, quả nhiên là chủ nhân không có phát hiện ra, đám tiểu đệ lập tức hớn hở, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Cùng lúc đó, ở lớp đất phía trên, khoảng cách chỉ có mấy trượng, đám người Bạch Tuấn đang ra sức đào đất, đột nhiên lúc này, Bạch Tuấn ra lệnh cho cả đám dừng lại. Lần này, ngay cả bản thân Bạch Tuấn cũng tham gia đào, hắn cười vui vẻ, các ngươi có cảm nhận được không, là ba động của bảo vật đó, nghe vậy, đám đồng bọn liền xác nhận. Chúng ta cũng cảm nhận được, nhưng mà hình như lần này, mấy con hàng này đào hang, chứ không phải đào hố, chắc sợ dịch phong quay lại bắt lấp đất nữa chăng. Ha ha ha, nhìn cái ba động này đi, có lẽ chúng ta chỉ còn cách nó khoảng mấy trượng nữa mà thôi, lúc trước khi chúng ta tìm được cái hộp đen bảo vật kia thì lại giữa đường nhảy ra một cái tên siêu cấp biến thái hiện tại cái tên biến thái đó đã rời đi rồi ta cũng không tin lần này sẽ tiếp tục nhảy ra một cái tên biến thái khác nữa tóm lại món bảo vật dưới đất lần này tam sinh môn chúng ta nhất định phải có được nó đám người tam sinh môn cùng phấn khởi đồng thanh hô lớn nhất định phải đạt được nó thế là như ăn phải mai thúy đám này lại bắt tay vào đào đất không ngừng khí thế phừng phừng chỉ một lát sau bọn chúng đã đào tới chỗ đó tìm thấy tìm thấy rồi Ánh mắt đám này sáng rực, bởi vì trên mặt đất xuất hiện một cái thanh kiếm với khí tức màu xanh đang lan tỏa, làm cho cả đám cười sung sướng, ha ha ha, khí tức, khí tức thật mạnh mẽ. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thần kiếm, mạnh tới mức mà ta còn không dám dùng tinh thần chi lực để dò xét nó. Ngay cả Bạch Tuấn, người có thực lực mạnh mẽ nhất trong số bọn chúng, cũng vô hình trung bị thần kiếm tạo cho một cảm giác bị áp bách rất lớn. Một tên liền lên tiếng hỏi, "Bạch Tuấn, ngươi nhìn thử xem" cái thanh kiếm này có đẳng cấp gì, tuy rằng ta cũng rất muốn biết xem cái thanh kiếm này rốt cuộc có đẳng cấp gì, nhưng mà rất tiếc, cái thanh kiếm này đã siêu vượt nhận thức của ta rồi, Bạch Tuấn cũng bất lực trả lời, hắn cũng không thể dùng tinh thần lực xem xét được nó. Nhưng, tuy hắn không biết đây là cái gì kiếm, có phẩm cấp thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định rằng, cái mảnh thế ngoài đào nguyên này lại không bị hắc vụ ảnh hưởng một chút nào, nguyên nhân chính nằm ở trên cái thanh thần kiếm này, chính vì như vậy, nếu như tam sinh môn của bọn chúng có được thanh thần kiếm này vậy thì sẽ không còn e ngại hắc vụ nữa rồi cũng không cần tốn tiền tốn nhân lực đi ngăn cản hắc vụ nữa nếu như vậy thì tam sinh môn bọn chúng sẽ chẳng còn gì phải kiên kỵ có thể ở bên trong hắc vụ tự do đi lại vô vét tầm bảo khắp nơi phải biết rằng những cái chỗ bị hắc vụ bao phủ bây giờ trước đây từng có không biết bao nhiêu thánh địa tông môn cất giấu bao nhiêu bảo vật bị bọn họ bỏ lại chỉ nghĩ tới điều này đã làm cho đám tam sinh môn sung sướng ngây ngất. Nếu đã là như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian. Nhanh lấy cái thanh kiếm về đi thôi. Nghe vậy, Bạch Tuấn đồng ý. Được được, đợi ta rút thanh kiếm này ra đã. Thế là, hắn liền dùng một tay, nắm lấy cái chuôi kiếm, rất mong chờ. Kiếm ơi, tới đây với ta nào. Nhưng mà, cho dù hắn dùng lực cỡ nào, thanh kiếm vẫn không động đậy. Điều này làm cho hắn kinh ngạc thốt lên. Hả, thế nào mà lại không rút được nó ra chứ? Ở phía sau, một tên liền tiến tới cười nói, trường lão đừng vội hoảng sợ, dù sao đây cũng là một thanh thần kiếm, siêu việt lẽ thường mà, ngay cả hắc vụ cũng có thể ngăn trở được. Biện pháp bình thường không rút ra được nó, thì cũng là bình thường mà thôi, điều này làm cho Bạch Tuấn hiểu ra, liền kêu gọi, đúng vậy, mọi người cùng nhau tới đây vận công, hỗ trợ ta một tay nào. Sau đó, tất cả người của Tam Sinh Môn vẫn sức dồn vào Bạch Tuấn, hắn hai tay cầm chuôi kiếm, hết sức kéo nó lên, hay ra. Cuối cùng, thì cũng không phụ công sức của đám này, chuôi kiếm cũng đã được kéo lên khỏi mặt đất. Nhưng thấy cái thứ hiện ra trước mặt, khiến cho đám này kinh ngạc á khẩu, hả, đây, đây là cái quần què gì vậy trời? Thế, thế nào, mà lại rút ra được thêm một cái bộ khô lâu như vậy chứ? Thì ra là khô lâu ca đang ôm tiên tinh nằm ngủ ở chỗ này. Không biết đám chiến tướng tiểu đệ của ca đang bay nhảy ở cái xó nào rồi, đám này nhìn ngắm, xem xét một hồi, thì cho rằng, cái thanh thần kiếm này có vẻ như đã dính chặt ở trên người của bộ khô lâu này rồi. Người này trước khi chết, đoán rằng là một vị đại năng siêu cấp đây, sợ rằng đúng là như vậy, một người khác tiếp lời, bởi vì cần phải dùng cái loại thần kiếm lợi hại như thế này đi cho hắn bay màu, vậy thì người này thực sự cũng không hề đơn giản một chút nào. Chỉ bất quá, vị trí cắm của cái thanh kiếm này thực sự có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu mà, Bạch Tuấn nhìn thanh kiếm mà á khẩu luôn. Điều quan trọng nhất là, cái thanh kiếm này hiện giờ đang cắm chặt vào mông của người này rút cũng không rút ra được nếu như bọn chúng muốn lấy thanh kiếm này ra vậy thì chỉ còn một cách đó là hủy diệt cái bộ xương này trước đã nghe vậy đám thuộc hạ liền can gián trưởng lão bạch tuấn dù sao đây cũng là xương cốt còn lưu lại của một vị đã từng là đại năng chúng ta đem nó phá hủy có phải là không được tốt cho lắm không tên còn lại cũng đồng ý đây dù sao cũng là tuyệt thế cao thủ cần phải dùng tới thần kiếm mới có thể cho hắn bay màu được chúng ta có lẽ nên cho hắn đầy đủ sự tôn trọng nếu như sau khi chết đi lại bị người ta đem phá hủy cả xương cốt như vậy cũng quá là bi thảm rồi a à. nghe cái đám này lề mề còn múa mỏ bạch tuấn tức giận quát các ngươi đang giả vờ làm người lương thiện trước mặt của ta sao hắn chết thì cũng đã chết rồi chúng ta đâu có rảnh để lo những cái chuyện bao đồng này chứ nói xong hắn liền lôi ma phương của hắn ra may mắn lần trước chưa bị dịch phong phá hủy đại lực xuất kỳ tích trực tiếp đánh tan nó sau đó rút kiếm rời đi là được rồi, hắn định dùng sức mạnh của ma phương để đập vỡ xương cốt của Lâu Ca. Ở bên dưới, Lâu Ca vẫn đang nằm im bất động, không có phản ứng gì cả. Bởi vì lúc này, Ca đang chìm vào trong giấc mộng nam kha đẹp đẽ của riêng mình. Ha ha ha, 300 khỏa tiên tinh, Ca đang mơ mộng, thì ra bên trên Ca chỉ giấu 20 tiên tinh, bên dưới thì giấu một con số lớn, tận 300 viên, dịch phong mà biết quả này, chắc điên tiết lắm đây. Một khi có tiền, thì điều đầu tiên Lâu Ca nghĩ tới chính là các tiểu tỷ tỷ, mà mỹ nhân ở đâu khiến cho ca cảm thấy sung sướng và được chiều chuộng nhất, thì đó chính là các tiểu mỹ nhân ở đệ nhất thanh lâu, Thanh Thiên Bạch Ngọc lâu. Đồng thời, giấc mộng nam kha của lâu ca, điều mà ca luôn mong muốn nhất, chính là của quý của chính bản thân mình. Lúc này, trong giấc mộng đẹp, ca lại thấy nó mọc lại rồi, khiến ca sung sướng quên trời quên đất. Nhưng mà trong lúc giấc mộng của Khô lâu ca đang lên đỉnh, thì Bạch Tuấn ở bên ngoài đã dùng ma phương đánh lên thân thể của ca, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng núi rừng. Khói bụi mù mịt, không thể nhìn rõ được phía trước, chỗ này cũng ngay sát bình chứng của đảo ám ảnh. Bạch Tuấn và đám tam sinh môn thì cho rằng ăn chắc như bắp rồi, hùng, chuẩn bị rút thanh kiếm ra thôi nào. Nhưng mà khi khói bụi tan đi, khiến cho bọn chúng kinh ngạc, đợi một chút, không ngờ rằng bộ khô lâu này vẫn còn nguyên vẹn, không có nửa điểm bị tổn thương, ngay cả quần áo cũng không bị si nhê gì cả. Đột nhiên, một người chú ý tới cái tay của lâu ca, dường như có cử động, hắn liền hét lên, mau nhìn kìa, hắn dường như đang động đậy đó. Trước ánh mắt kinh ngạc của cả đám người tam sinh môn, khô lâu ca từ từ đứng dậy, thân hình run rẩy. Cùng với đó là tiếng chửi thề của ca, cái đậu máy nhà nó chứ, khiến cho đám bạch tuấn như bị xét đánh, sợ hãi tới mức á ca hát à. Lâu ca ánh mắt phát ra băng hỏa, như muốn hiếp hết người có mặt ở đây, là cái tên cờ hó chết nào, đã làm phiền giấc mộng đẹp của bản cha Nam Hà. Đang mơ mọc ra được của quý, đi đại chiến 300 hiệp với các tiểu tỷ tỷ, lại bị đánh thức, thì chưa đổ sát ngay đã là may mắn rồi 61. Nghe tiếng ca, đám này hơi rén, hả, à, hắn không ngờ lại có thể nói chuyện được sao, nhưng với tư cách người cầm đầu. Bạch Tuấn liền trấn an cả đám, hừ, chỉ là một cái tử vật còn sót lại một chút ý thức mà thôi, cho nên mới có thể nói chuyện, sợ cái gì chứ. Hết tập 274, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo nhé.